Yo, hey yo, chào mừng các bạn đến với kênh tập luyện của Tùng Vũ Đông. Đây là kênh tập luyện dành cho người người nhà nhà, dành cho những ai mà không có thời gian tập luyện và khó xuống cân, chứng cân lâu năm, hít thở không cũng béo. Hôm nay thì Tùng sẽ đến một số những thể loại bài tập dành cho những bạn gặp vấn đề về thể lực, gặp vấn đề về xương khớp và chị em mùa dâu không thể hoạt động mạnh được. Những bài tập vô cùng hiệu quả. Và hôm nay là ông em Thiện Tùng là chuẩn bị thi Aqua Ironman, bộ môn phối hợp, muốn tham gia trải nghiệm một hôm tập luyện để xem sức bền của mình ra làm sao. Và tất cả các bạn muốn quay, muốn tập với Tùng, dù béo dù gầy hay không quan trọng, chỉ cần chúng ta năng lượng và vui vẻ, chúng ta sẽ đến với Tùng. Đây là ngôi nhà các bạn, Tùng của Tùng chào đón các bạn. Yo, 3, 2, 1, bắt đầu. Chúng ta sẽ khởi động bốn động tác 30 giây liên tục. Đó, bài này chúng ta đẩy chân nhanh liên tục lên này và thở ra bước chân này. Và người chúng ta hơi cúi xuống. Yes. Hôm nay thì Tùng sẽ đưa các bạn một thể loại tập cardio kết hợp tập với chân mông, nhưng mà làm sao dành cho những bạn vấn đề về xương khớp, đèn đỏ không bật nhảy được, và những cái bạn gặp vấn đề về thể lực. Ok. Vào đây. 3, 2, tập bên này nhá. Rồi. Tiếp nào. Rồi, bài thứ hai chúng ta sẽ khởi động. Chúng ta cứ từ tốn thôi. Tay xuống ngang hông này, lên thở ra. Yes. Thở. Những bạn nào mà theo những dõi những video short ngắn của Tùng hay kênh TikTok của Tùng Hồ Lùng ấy thì sẽ biết là Hùng là chuyên quay với Hùng ở kênh phòng tập bất ổn. Quay đấy thôi, ở ngoài hai anh em men nóng nhá, đừng có mà nghi ngờ giới tính nhá. Yes. Wow. Thở này. Thở. Ok. Tập mẹ mày. 3, 2, 1, lên. Tay chúng ta đẩy thẳng lên trời và ướt ngực lên. Xong chúng ta kéo chân lên. Đùi chúng ta sẽ ở giữa hai tay. Tay kéo thẳng xuống này. Đó, chúng ta kéo tay thẳng xuống. Những cái bài tập như này nó sẽ không bị bật nhảy. Thành ra là chị em mà có đèn dâu, đèn đỏ, cái mùa trăng non ấy, chẳng hạn, trăng già chẳng hạn ấy, cứ vô tư mà chơi nhá, không ảnh hưởng gì đâu. Em nhỏ tuổi thì là trăng non, em hơn tuổi xíu thì trăng già, chẳng nhỡ. 3, 2, 1, rồi chúng ta xoay tay, xoay dài xuống. Chúng ta xoay 15 giây. Yes. Rồi, xoay ngược lại nào. Tập một chút thôi mà đã mồ hôi đã lầm tầm máu rồi đấy. Tập nhiều chút nữa thì anh đầm đìa luôn. Tranh thủ cái mùa hè này tập đi. 2, ok. 2, ok, xuống. Chúng ta đẩy tay lên. Rồi, đây là bài khởi động của chúng ta. Tiếp khi chúng ta vào bài tập dành cho những bạn mùa dâu vấn đề về xương khớp không thể bật nhảy được, những bạn mà có sức nặng lớn hoặc là những bạn mà có thể lực thiếu tin yếu thì chúng ta tập từ những bài này. Yes. Ok. Một lên. Dậy xuống, làm nhanh hơn nữa nào. Xuống hít, lên thở. Xuống sâu. Lên vẫn ngực ra và thở ra này. Xuống. Chúng ta xuống thẳng người này. Xuống thẳng. Các bạn thấy ngực cũng thẳng không? Cảm giác như là các bạn cũng giống như Tùng đang nhìn vào kính ấy. Đó, hãy tưởng tượng luôn như thế và thở ra. Chúng ta không khom người, nó sẽ ảnh hưởng vào lưng. Một số bạn như này nó sẽ ảnh hưởng vào lưng, các bạn hiểu không? Thẳng lưng, ưỡn ngực và lên thở. Chúng ta chân bên nào, chúng ta kiếm chân bên đấy lên để chúng ta định vị góc chân của chúng ta. Ok.
3, 2, 1, kéo nào. Rồi, bây giờ Tùng sẽ đi chỉnh cho các bạn. Yes. Đây, chúng ta sẽ nhìn thấy ứng cử thi Ironman chúng ta bộ môn phối hợp. Bơi, chạy, đạp xe, rất chuẩn. Dồn lực vào thân trên của chúng ta. Dồn lực vào thân trên, trọng tâm thân trên. Để thả lỏng phần thân dưới và gồng chặt bụng. Kéo bụng dưới đây. Còn đây là Hùng, huấn luyện viên của Tùng. Các bạn thấy không ạ? Dồn lực vào thân trên. Như vậy, chúng ta dồn lực như vậy thì là chúng ta sẽ không bị tuột dày. Và chúng ta tập trung được vào bụng dưới của chúng ta. Và kéo lên, chúng ta thở ra. 2. Ok, tuyệt vời. Rồi, chúng ta xuống này. Chúng ta xoay hông sau. 1. Đổi bên. Chúng ta xoay bên nào thì chân kia của chúng ta kiễng lên. Để góc xoay nó rộng hơn. Xuống từ tố này. Đó. Như vậy chúng ta vừa ăn được vào chân mông, giúp chân mông thon gọn, mà chúng ta lại còn ăn vào phần eo ra, và chúng ta lại còn giãn phần lưng ra. Là cái xoay này phần lưng nó rất là được giãn, thoải mái. Đó, kiễng chân lên, bên nào kiễng chân bên đấy lên đây. Đó, xoay theo. Cái nữa nào, cái nữa nào, về nào. Ok. Ba, hai, một, chúng ta chéo bên, cao lên, đổi bên. Tại sao lại là bài này? Vì lúc nãy chúng ta tập chân mông mỏi rồi, nhưng mà phần eo của chúng ta đang cảm thấy đã và muốn tập tiếp, nên là Tùng cho chân mông chúng ta nghỉ ngơi một xíu và đánh vào phần eo của chúng ta. Kéo như này lên và xoay, ăn vào eo và bụng dưới chúng ta. Lại không có bật nhảy, nên những vấn đề bạn nào mà bị khớp gối hay lưng hay mùa sâu, vô tư. Yes. Yes. Wow. Wow. Yeah. Woo. Woo. Chúng ta sẽ plank 40 giây. Chúng ta lúc plank này, có ai trong tất cả học viên cùng tập đến thời điểm này không? Là một. Và có ai đang tập plank mà thấy mồ hôi nó rỏ xuống cằm, rỏ xuống mục trong tòng không? Hãy đánh vào đó. Hãy comment cùng. Mồ hôi chúng đang rỏ tầm tòng có thẳng đây. Tay thì run lên, hơi thở thì đang sao? Woo, thử hát ra nhá. Woo. Hey. Yes. Hai. Ah. Ok các chiến binh. Go. Hey. Yeah. Luôn như vậy. Luôn như vậy. Oh. Yeah. Yo. Và các bạn hãy nhớ rằng chúng ta đã đi 1/2 chặng đường rồi. Và những ai còn tập tiếp có nghĩa là các bạn đã bước chân vào cánh cửa của nhà Tùng. Cánh cửa Tùng Vốn Hùng với phương pháp giảm cân đẹp, khỏe, lành mạnh luôn chờ đón với các bạn. Không thể nào chúng ta ăn kiêng được lâu năm, không thể nào chúng ta ăn hay chúng ta làm một cái gì được lâu năm, và chúng ta phải có tập luyện và vấn đề ăn uống cân bằng với nhau. Và Tùng ở đây để hoàn thành được đó với bạn. Tùng, ngôi nhà của các bạn. Yeah. Làm nhanh hơn nữa nào. Xuống hít, lên thở. Xuống sau. Lên vẫn ngực ra và thở ra này. Xuống. Chúng ta xuống thẳng người này. Ngực xuống thẳng. Các bạn thấy ngực Tùng xuống thẳng không? Cảm giác như là các bạn cũng giống như Tùng đang nhìn vào kính ấy. Đó, hãy tưởng tượng luôn như thế và thở ra. Chúng ta không khom người, nó sẽ ảnh hưởng vào lưng. Một số bạn như này, nó sẽ ảnh hưởng vào lưng, các bạn hiểu không? Thẳng lưng, ưỡn ngực. Và lên thở. Ra chân bên nào, chúng ta kiếm chân bên đấy lên để chúng ta định vị góc chân ra. Ok. Ba, hai, một, kéo nào. Rồi, bây giờ Tùng sẽ đi chỉnh cho các bạn. Yes.
Đây, chúng ta sẽ nhìn thấy ứng cử thi Ironman chúng ta bộ môn phối hợp. Bơi, chạy, đạp xe, rất chuẩn. Dồn lực vào thân trên của chúng ta. Dồn lực vào thân trên, trọng tâm thân trên. Để thả lỏng phần thân dưới và gồng chặt bụng, kéo bụng dưới lên. Còn đây là Hùng, huấn luyện viên của Tùng. Các bạn thấy không ạ? Dồn lực vào thân trên. Như vậy, chúng ta dồn lực như vậy thì chúng ta sẽ không bị tuột dày. Và chúng ta tập trung được vào bụng dưới của chúng ta. Và kéo lên, chúng ta thở ra. 2. Ok, tuyệt vời. Rồi, chúng ta xuống này, chúng ta xoay hông sau, 1, đổi bên. Chúng ta xoay bên nào thì chân kia của chúng ta kiễng lên, để góc xoay nó rộng hơn, xuống từ tốn này. Đó, như vậy chúng ta vừa ăn được vào chân mông, giúp chân mông thon gọn, mà chúng ta lại còn ăn vào phần eo của chúng ta, và chúng ta lại còn giãn phần lưng của chúng ta ra. Khi xoay này, phần lưng nó rất là được giãn, thoải mái. Đó, giẫm chân lên. Bên nào giẫm chân bên đấy lên đây. Đó, xoay theo. Cái nữa nào? Cái nữa nào? Về nào? Ok. Ba, hai, một, chúng ta chéo bên, cao lên, đổi bên. Tại sao lại là bài này? Vì lúc nãy chúng ta tập chân mông mỏi rồi, nhưng mà phần eo của chúng ta đang cảm thấy đã và muốn tập tiếp, nên là Tùng cho chân mông chúng ta nghỉ ngơi một xíu và đánh vào phần eo của chúng ta. Kéo như này lên và xoay, ăn vào eo và bụng dưới chúng ta. Lại không có bật nhảy, nên những vấn đề bạn nào mà bị khớp gối hay lưng hay mùa râu, vô tư. Yes, yes, wow, wow, yeah, woo, woo. Ba, hai, một, plank. Hôm nay chúng ta sẽ plank 40 giây. Chúng ta lúc plank này, có ai trong tất cả học viên Tùng tập đến thời điểm này không? Là một. Và có ai đang tập plank mà thấy mồ hôi nó rỏ xuống cằm, rỏ xuống ngực trong tầm không? Hãy đánh vào đó, hãy comment Tùng. Mồ hôi Tùng đang rỏ tầm tầm ở thảm đây. Tay thì run lên, hơi thở thì đang khá. Woo, thử hát ra nhá. Woo. Hey. Yes. Hai. Ah. Ok các chiến binh. Wow. Hey. Luôn như vậy. Luôn như vậy. Oh. 3, 2, 1, chúng ta tập lớn. Ah. Chúng ta có thể nắm mũi chân mình, chúng ta cuối cùng là nắm nó sắp chân. Cần xong căng con, chúng ta cần phải căng lần sau, cần căng bên chúng ta ấy, là chuẩn. Ah. Nhưng mà cạnh nó nhá, phê lắm. Ấn nó xuống, sao nó căng ra. Căng như vậy thì chúng ta tập nó mà không bị chấn thương. Yes. 3, 2, ok. Và xong ta căng cả chân. 2, 1, sao tập tối nào bây giờ tối hơn. Đó, chúng ta gặp đến khi cái háng chúng ta cảm thấy hai bên phần bẹt của chúng ta gặp căng và chuẩn. Ở giữa bẹn là gì? Đố mọi người biết. Một bẹn dưới. Hít sâu và thở hắt ra nha. Ở giữa bẹn là chữ E. Ok chưa? Phải thuyết cho mọi người. Bẹn là chữ E. Ok. Rồi. Hai. Ok. Thúc dùng tỉm cười bờ em bên là bẹn, nên là giữa chữ bẹn và chữ em nhá. Đầu xấu tinh. 30 giây một bên xong rồi chúng ta đợi hết, chúng ta lại được chưa? Ok.
lắm. Nhiều khi quay clip hài hài đi cho mọi người vui, giải tỏa là như thế đấy. Ok. Tròn. 15 giây, chúng ta quay lại nha. 3, 2, 1, quay lại nào. Quay. Nếu ít, có thể lướt được lên. Và bây giờ thì bắt đầu thấy quang cảnh rồi. Rồi, rất đẹp tươi rồi. Lòng người vẫn đẹp sao, tình đời vẫn đẹp sao. Dù cho thân thế thế nào, có mưa đã, mưa đã. Mưa đẹp, rồi. Xoay. Nha. 3, 2, 1, xoay. Rồi, xoay. Ra xoay à, cái tay chúng ta mở ra giống cụm nào. Đó, chúng ta mở nào. Handleman này, tay này, chúng ta sẽ mở tay này. Nó giống như là cái quạt đấy. Chúng ta giống như là cái quạt đấy ạ. Thì nó sẽ yes. Phần này nó sẽ giúp chúng ta thoải mái phần vai chúng ta. Quay chậm thôi nha, quay theo nhịp này. Nhịp. Đó, quay chúng ta phải có cái nhịp thở. À, ok. Quay. Này. Yeah. Các bạn ơi, nói chuyện vui thôi. Và chắc chắn cũng biết rằng nếu các bạn nhìn thấy những giọt mồ hôi đầm đìa như này thì đây là một bài tập dành cho các bạn. Nếu các bạn cảm thấy những bài tập này là dành cho bạn, nếu các bạn thấy cái nguồn năng lượng này là của các bạn, và nếu các bạn cảm thấy yêu thích Team Tùng Pháo Đùng Fitness Style, hay đừng ngần ngại gì yêu thương Tùng, like, subscribe và follow kênh tập luyện của Tùng Nguyễn. Và muốn trở thành người thân hơn của Tùng Nguyễn, các bạn hãy đăng ký khóa course online, khóa course duy nhất trong đời dành cho các bạn. Bởi vì các bạn giảm cân rồi sẽ có giải pháp để các bạn không bao giờ tăng cân trở lại. Hứa với các bạn luôn, bảo lãnh trọn đời cho các bạn. Yeah.